Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel khuẩn nơ mơ hạt. Thì lại tiếp tục đó là với series các vị tướng đó là bị lãng quên. Mình cũng làm khá là nhiều rồi nha. Guizhou này, rồi Arduin này. Rồi Timmy này. Rồi đó là các vị tướng khác nữa cũng khá là nhiều rồi. Moren các kiểu. Thì anh em nào đó là thấy vì thiếu vị tướng nào nữa thì bình luận phía bên dưới, đó là mình sẽ làm, đó là tiếp tục làm, đó là CG các vị tướng đó là bị lãng quên nhá. Thì trận đấu này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Omega. Một chất tướng đó là đỡ đòn, thời điểm trước thì cũng hot pick á. Thời điểm hiện tại thì ít rồi. Trời ơi, ta này còn một xíu máu, một chấm máu. Ôi, vẫn không chết, cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số. Nhưng mà mình cũng bị đó là trù bắn và lên bảng điểm số rồi anh em ạ. Nhiều khi thì thắng bài gọi là tài một xíu máu đấy à. Nhìn không thấy vạch máu nữa nhưng mà mắc tém địch vẫn có thể là chạy được. Nhưng mà không sao cả, dẫu sao thì pha đầu vẫn ăn được vàng của mắc, vậy là ok rồi. Theo clip này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng Omega. Thì tình huống này mít tém mình khá là thấp máu thì có lẽ là mình sẽ đó là giữ lính lại để mít tém mình lên farm nhá. Ok, tránh trường hợp mít tém mình không lên được level 4. Bây giờ thì mít mình cũng lên được level 4 rồi, vậy là ok. Thì mình sẽ đảo gánh lại đó là khu vực, đó là lén của mình, đó là lén rồng. Na tém bằng băng vào, mình thì cũng băng vào luôn. Xạ thủ tém mình thì đang đứng đó là phía sau bắn một cách đó là Furry. Na tém bàn chỉ còn một xíu máu. Mưa lên thánh của cà phê ní xảy ra. Na lên bảng điểm số, bắt luôn đó là ghi đu của tém bên đi. Và anh em thấy ở trận đấu này mình pick đó là Omega thì khắc chế hoàn toàn đó là ghi đu của tém bên đi luôn. Mắc tém bàn thì bắn vào bằng cái radar đàn đào. Và xạ thủ tém mình thì lên bảng điểm số. Không có cách nào để cứu xạ thủ tém mình phá đỏ cả anh em ạ. Mặc thế nó đó là quyết định, đó là màng đổi màng phá đỏ thôi. Bởi vì khi mặc mà đã gì thì chịu. Chỉ có đó là Alistair hoặc là Arum đi xích lại thì máy ra có thể cứu được phá đỏ. Còn lại thì những vị tướng khác thì không thể cứu được. Tình huống này thì mình lại đó là giữ lính để đó là xạ thủ tém mình lên phá. Nhưng mà có lẽ là thôi không được rồi, farm tạm đó là một con cũng được anh em ạ. Xạ thủ tém mình đó là farm hai con còn lại. Không chỉ nó cũng tự hủy một con á. Nói chung ở trận đấu này thì tém bên bàn có ghi đú, pha này thì sẽ chơi luôn này. Tuy là mình thấp máu nhưng mà vẫn quật luôn á. Anh em thấy thì khắc chế ghi đú hoàn toàn luôn á. Ôi mình khá là thấp máu rồi. Tình huống này thì mình lên bảng điểm số. Phần còn lại thì liều xạ thủ tém mình chơi được hay không, quá là hay luôn anh em ạ. Bắn luôn một nhật dương chỉ nữa, tiền đó là hai người lên bảng điểm số, lời đó một phá gọi là tráo đổi, gọi là một đổi hái. Mặc tem địch thì cũng bật đó là cái radar đào lên dí vào đó là xạ thủ tím bên mình, nhưng mà có lẽ đó là xạ thủ tím bên mình đứng đi góc đó vẫn rất chỉ là khốn, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thoát được bởi vì lượng máu khá là thấp. Và cuối cùng thì lại tiếp tục là một đổi mô tiếp. Về chiêu thức của vị tướng gọi là Omega thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất của vị tướng Omega thì khi anh em kích hoạt cho mình một phát thì đó là giúp Omega đó là bút thêm được một lớp giáp. Bên cạnh đó thì tăng tốc độ di chuyển. Trúng tướng địch thì sẽ hất túng làm choáng tướng địch trong vòng đó là 0,5 giây. Và anh em thấy thì tình huống này đó là mình can quẹt hết anh em ạ. Ghi đủ cũng như là xạ thủ tém địch thì bỏ chạy thôi. Đối với Omega thì mình luôn nói rằng đó là khắc chế ghi đúc cực kỳ là tốt. Bởi vì hiệu ứng của vị tướng Omega đó là toàn là choáng cả, ghi đúc cùng choáng. Nhưng mà chỉ cần đó là ghi đúc bắt chiêu cuối phát thì đó là sẽ đó là
Omega choáng phát là sẽ mất, đó là chiêu cuối. Đó là lý do vì sao, đó là mình nói khắc chế, đó là ghi đu luôn. Thêm cái giải nữa thì ghi đu không bao giờ có cửa để có thể choáng được, đó là xa thủ hoặc là đồng đội team bên mình khi mà có Omega cạnh bên. Về chiêu thứ hai của vị tướng Omega thì anh em thấy thì có đó là cái thánh năng lượng gọi là xoáy quanh người như vậy. Kích hoạt thì trúng tướng địch thì đó là thứ nhất, đó là gây sát thương. Thứ hai nữa, nếu mà nắm cái thanh năng lượng đó, nếu mà trúng một tướng địch á, thì đối phương sẽ bị làm choáng trong vòng, đó là 0.75 giây. Nói chung những tình huống này anh em thấy thì ghi đu tem địch ulti nhưng mà vô tác dụng và ghi đu lên bảng điểm số khép góc. Island đó của tem địch thì cũng đó là chạy về rồi. Tình huống này thì có lẽ đó là sẽ di chuyển qua đường giữa để đẹp để trụ đường giữa. Còn về chiêu cuối của Omega đó là chế độ hủy diệt. Thì chiêu cuối của Omega khi anh em kích hoạt một phát á, thì tạo thành đó là một lá chắn. Kẻ địch á, mà đụng phải lá chắn đó thì sẽ đó là chịu sát thương. Bên cạnh đó thì sẽ đó là bị đẩy lui anh em ạ. Và anh em nên nhớ rằng chiêu cuối này thì có thể đó là hỗ trợ, đó là dành cho đồng đội nữa. Tức là Omega sẽ đó là chống đỡ tất cả các đòn đánh thương nhá. Kiểu là anh em thấy thì khi rồi kích hoạt chiêu cuối thì sẽ đỡ đó là cho đó là bản thân và cho đồng đội những đòn đánh thương anh em ạ, không nói đến đó là chiêu thức. Vì thế thì khi bật trở lại chiêu cuối thì giúp Omega cũng có phần nào đó là trâu bò hơn nữa, đúng không? Thì bên cạnh đó là chiêu thức mình phân tích cho anh em như vậy rồi, thì vị tướng nào cũng vậy, cũng có nội tài của nó. Đối với nội tài của vị tướng Omega đó là nội tài đó là chế độ phá hoại anh em ạ. Anh em biết rằng chế độ phá hoại. Thì chiêu thức của Omega mà gây 50% sát thương đó là lên công trình nhá, và có thể làm choáng được đó là trụ của tướng địch. Vị tướng gọi là duy nhất có thể đó là vào trụ và làm choáng trụ của tướng địch anh em ạ. Ví dụ như pha này chẳng hạn này, anh em thấy này, đấy, vào phạt đó là choáng ngáy đó là trụ của tướng địch. Qua đó thì team bên mình đó là xả đám một cách free thôi, và anh em thấy thì trận đấu này đó là đấy team mình gọi là xả đám free anh em ạ. Hiện tại thì mặc tem địch đó là bật đó là chiêu cuối lên, không biết đó là dí vào vị tướng nào, liệu có dí vào mình hay không, nhưng mà hình như đó là mặc cùng gọi là ngắt chiêu cuối rồi. Về phần trang bị dành cho Omega thì sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì món đồ đó là phụ trợ cái giải để giải đó là vị trí đó là của ghi đu tem bên địch, giải cho đồng đội. Tiếp đến thì sẽ lên danh kiên cường kháng hiệu khống chế, sau đó thì đó là khiến thất truyền để giảm tốc đánh của tướng địch. Rồi tướng địch đánh vào đó là bản thân Omega thì sẽ bị làm chậm nữa. Sau đó thì món đồ kháng phép đó là giáp gai á, để có khả năng đó là kháng phép rồi khả năng đó là hồi phục tốt. Tiếp đến thì đó là giáp thống khổ phản đáp. Và món đồ cuối cùng thì mình sẽ lên đó là giáp cuồng nộ. Thì đó là với build đồ dành cho vị tướng đó là Omega. Build đồ này kết hợp thêm với phù hiệu mọc giáp nửa thì sẽ cực kỳ là trấu bò luôn anh em ạ. Tầm này thì mình tánh thoải mái luôn nhé, 1, 2 hay 3 người đây. Ví dụ như ghi đố này, anh em thấy thì ghi đố phải đó là tốc biến bò chạy luôn rồi. Mặc tem địch thì cũng phải lui về, mình thì khá là thấp máu nhưng không sao cả, xa thủ tem mình đó là vào bắn hết anh em ơi. Chỉ cần một điểm tựa cà phê ní bắn hết ná tem bàn bắn vào, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải đó là về tế đan để hồi phục máu rồi. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp nên là có lẽ tình huống này mình sẽ đó là biến về nhá. À nhưng mà thấy thì mặc tem địch bật đó là chiêu cuối lên rồi, dí vào đó là xa thủ tim bên mình. Rồi tình huống này thì anh em thấy thì xa thủ tem mình đứng cái góc rất chi là khốn luôn. Tức là đứng ở giữa, gọi là đứng ở bữa to mỏng á. Thì khi mà mặc bật chiêu cuối một phát, nó lao lại thì nó sẽ bị đó lần lượt bên qua bữa tường. Qua đó thì xa thủ tem mình có thể chạy được. Đó là cùng một mèo nhỏ để giúp đó là anh em khi gặp mắc đó là bánh, nếu mà anh em lương máu chưa phải là quá thấp thì anh em đứng ở cái góc đó là tương, thì khi đó thì mắc bay phạt thì sẽ đó là bên qua lượt bên qua bờ tương, và anh em có thể chạy theo hướng ngược lại. Và mắc thì không thể đó là tốc biến
Bởi vì mà mặc thì không bao giờ mang tốc biến đấy, thế là anh em có thể chạy thoát được. Thì đó là khủng một, đó là cách để anh em có thể đó là khắc chế vị tướng mắc một phần nào. Nhưng mà khi thấp máu rồi thì chịu anh em ạ. Khi mà quá thấp máu rồi thì chịu. Về cách chơi của vị tướng gọi là Omega này thì khá là đơn giản. Anh em cứ gọi là kích hoạt chiều 1 lại rồi lao vào tướng địch cái chiều 2 rồi chiều cuối các kiểu á. Đặc biệt thì khi ghi đu tem địch á, đó là ulti thì anh em có thể đó là kích hoạt đó là chiều 1, hoặc đó là kích hoạt đó là chiều cuối thì ghi đu sẽ mất luôn đó là cái ulti anh em nhá. Chiều cuối thì anh em có thể sử dụng để đẩy lui đối phương. Nói chung cũng khá là đơn giản và cố gắng làm sao đó là chiêu hái nắm cái vòng xung quanh đó sẽ đó là gây đó là trúng mục một mục tiêu tướng địch thì tướng địch sẽ bị làm choáng, thì đơn giản là như vậy đó. Tình huống này thì sẽ vào đó là choáng trù phạt này. Và anh em thấy thì phía dưới thánh máu của vị tướng đó là Omega thì có đó là thánh đo đỏ đúng không, anh em có thể vào đó là choáng được trù. Về bảng ngọc dành cho Omega thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tốc đánh máu tối đá và giáp, ngọc tìm máu hôi máu và tóc chay, còn ngọc xanh giáp giáp đẹp và giảm hôi chiếu. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.